Ai, Tết Dương này bạn nào đi Lệ Giang Trung Quốc thì né cái công ty này ra nha. Bởi vì sao thì nguyên một hành trình 6 ngày 5 đêm tốn hơn 20 triệu thì đoàn này đã không cho mình đi shopping là còn bắt đi quá nhiều chỗ đẹp trong vòng một ngày nữa. Làm mình vác một đống đồ thêu mình nghĩ mà không thể nào thay đồ kịp, bực bội á. Đầu tiên là mình tốn 4 triệu 2 cho vé máy bay khứ hồi để từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi. Sau đó di chuyển lên Lào Cai để qua cửa khẩu Hà Khẩu. Chỗ này mình xếp hàng chờ 2 tiếng đồng hồ để xuất cảnh đó các bạn. Má ơi trời mình nghĩ luôn, may mà tụi mình có visa đoàn á. Ê một cái nữa, Trung Quốc họ vẫn còn kỹ, họ vẫn còn bắt test Covid này các bạn. Qua tới Hà Khẩu là địa phận của Trung Quốc và các bạn thấy nhà cửa khác liền đúng không? Ngày đầu với ngày cuối thì tụi mình di chuyển là chính, bởi vì đi đường bộ cho nên là di chuyển bằng cao tốc, xe ô tô hay là tàu cao tốc thôi ha. Nghĩ cái tour này cho mình cái cảnh ngồi 1000 km muốn êm mông nhưng mà không phải vậy. Trời ơi, ở đây cao tốc đi nhanh lắm luôn các bạn. Mình đi rồi mới biết tàu cao tốc Trung Quốc gọi là máy bay mặt đất, thủ tục thì nhanh gọn, có soi chiếu hành lý, giờ thì linh động và phục vụ tiện nghi y chang máy bay. Tốc độ trung bình 300 km/h đi rất là êm luôn. Tụi mình đi 600 km buổi chiều 16 giờ mà 18 giờ hơn là tới nơi rồi đó. Ok, đại lý là nơi dừng chân đầu tiên. Về khách sạn chỗ ở thì mình đi theo đoàn cho nên là đoàn cho ở sao thì mình ở vậy thôi, tự cảm nhận rồi tự đánh giá. Ban đầu mình nghĩ là lên khu Lệ Giang Shangri-La này nó cũ và cổ kính lắm, nhưng mà không ngờ khách sạn nó lại xịn như vậy các bạn. Phòng thì hiện đại và có nút bấm âm tường luôn. Ê nhưng mà có hai điều này các bạn cần lưu ý nè. Thứ nhất đó là cần phải gõ cửa 3 cái trước khi vào phòng nha, nói chung là tâm linh á. Và cái thứ hai nữa đó là toilet không có vòi xịt, mà toilet công cộng thì không có giấy vệ sinh, cho nên các bạn cần chuẩn bị kỹ nha. Về lịch trình thì các điểm đi có thể thay đổi theo thời gian của đoàn nhưng nó sẽ bám sát theo sườn này nè, các bạn lưu lại nha. Ngày thứ hai thì tụi mình đi Santorini, đại lý, đảo Jinzuo và cung đường chữ S Hồ Nhĩ Hải. Vừa mới bắt đầu đi chơi mà gặp Santorini như cần xem Hy Lạp thì mình cũng thấy hơi kỳ ha. Nhưng mà bầu trời trong xanh với cái lạnh 10 độ sẽ cho bạn một cảm giác rất là trong lành. Ở bên này người ta ít uống cà phê mà cà phê nó loãng lắm các bạn. Mắc nữa, 30 tệ 90 ngàn một ly luôn. Các bạn nào quen kiểu Việt Nam là cà phê sáng mới tỉnh được không? Chứ không là ngơ ngáo lắm luôn. Dạo bước Santorini xong rồi thì mình sẽ đi bộ ra Hồ Nhĩ Hải để ra bến tàu lên đảo Jinzuo. Chúng ta sẽ được đi thuyền dạo quanh Hồ Nhĩ Hải và xem biểu diễn chim ưng bắt cá này nè. Và buổi chiều thì tụi mình sẽ đạp xe dạo quanh cung đường chữ S Hồ Nhĩ Hải, một khung cảnh rất là nên thơ luôn các bạn. Ngày thứ ba thì tụi mình sẽ đi thành cổ đại lý, xa khi cổ trấn và di chuyển lên Shangri-La. Thành cổ đại lý như quay ngược thời gian trở lại một thủ phủ lâu đời với những hàng tường đá mái ngói đen. Tiếp theo là xa khi cổ trấn rất đổi hiền hòa và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi, một cổ trấn bình yên và tĩnh lặng. Nhưng mà bắt đầu mình thấy kỳ kỳ rồi đó các bạn. Bởi vì một ngày mà đi đến 3 chỗ đẹp như thế này thì phải xách đồ theo rất là nhiều, vừa phải lựa đồ phối đồ mình nghĩ luôn. Đó, bắt đầu mình thấy cái tour kỳ kỳ rồi đó. Rồi ăn uống thì sao? Một bữa ăn cho hơn chục món thế này rồi khẩu vị thì không thể nào mà đoán được, là còn cay và nhiều dầu mỡ nữa. Má ơi ăn nó no gì đâu luôn á. Tour ơi tour, 6 ngày 5 đêm như vậy là chết rồi tour. Và ngày thứ tư thì tụi mình sẽ đi sông Jianglin Shangri-La, Đúc Trông và Lệ Giang cổ trấn. Sông Jianglin, tu viện mật tông Tây Tạng lớn nhất Vân Nam, là địa điểm mà mình mong chờ nhất luôn các bạn. Đây là biểu tượng của Shangri-La với kiến trúc mái ngói tông vàng đỏ rực rỡ. Các vị thiền sư lướt qua một cách bí ẩn. Lúc này là độ cao 3.300m và là 0 độ C. Thời tiết thực sự là trong lành nhưng cũng hơi hơi khó thở rồi đó các bạn. Lúc này là mình mới chụp hình với đoàn nè. Đó, bé trưởng đoàn ở giữa nè. Trẻ măng mà đi sung lắm, bắt khách phải diễn và chụp hình mệt nghỉ luôn. Mỗi cái là tính thô như đàn ông. Nói tới đây bạn nào muốn chuyến đi nhiều cảnh đẹp thì tham khảo tour Tâm Tiết Travel 13 triệu đó nha. Cảnh đẹp, hình đẹp như vậy thì cứ phải up Facebook liên tục thôi. Cho nên là các bạn nhớ chuẩn bị một chiếc sim du lịch quốc tế dung lượng cao một xíu nha. Không là giống như mình đó, là ngày thứ 3, thứ 4 hay bị hết dung lượng giữa chừng lắm. Rồi là không có làm gì được luôn, bởi vì ở Trung Quốc họ cấm Facebook, TikTok, Google, Insta các thứ. Như mình thì cứ GoHub mua sẵn ở Việt Nam mà dùng cho toàn chuyến đi thôi. Rồi sau đó thì tụi mình sẽ di chuyển xuống khu phố cổ Đúc Trông, là nơi sinh sống lâu đời của những người Tây Tạng. Ở đây mình không có quay nhiều bởi vì không có cà phê sáng để uống cho nên buồn ngủ quá. Buổi chiều thì tụi mình di chuyển về Lệ Giang, dạo bước một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc về đêm, với những con phố lên đèn rực rỡ, cổ kính nhưng cũng rất là hiện đại. Đẹp lắm các bạn. Ở đây có cho make up và thuê đồ nữa cho nên là các bạn khỏi lo ha. Rồi xong. Tour báo là chỗ này nè, rủ đi ăn đồ nướng mang đêm trong khi ngày mai đi leo núi. Trời đất ơi, đầu tiên đó là mình công nhận cái quán nướng này ngon thiệt. Nhưng đặc trưng ở Lệ Giang là ớt bột, mà họ đưa cho mình một cái dĩa ớt bột thế này nè. Rồi cùng ăn đồ nướng, nó ngon thiệt nhưng cay xè luôn á. Xong rồi sáng mai thấy cảnh nha. Ngày thứ 5 thì tụi mình sẽ đi núi Tuyết Ngọc Long, Lam Nguyệt Đàm và sâu diễn ấn tượng Lệ Giang. Đây bây giờ trở lại kết quả của buổi đêm hôm qua nha. Sáng dậy sớm thì mình đã thấy kỳ kỳ rồi, mà nó không đi toilet luôn. Mà tới lúc lên tới chân núi tuyết nó đòi sổ mới đau chứ. Các bạn thấy tour báo chưa? Bảo đảm mấy đứa dẫn tour vàng y chang mình. Thôi bây giờ mình làm một viên thuốc rồi đi cáp treo lên trên núi tuyết. Trộm vía thì bụng cũng ổn. Ở đây có hai loại cáp treo nha. Cáp treo 4.500m lên trên núi Tuyết Ngọc Long thì sẽ phải đi riêng. Trời ơi, lên tới đây núi tuyết không khí rất là trong lành luôn. Khung cảnh thì mình thấy đẹp đến choáng ngợp với hai màu trắng và xanh.
Trời ơi, nhìn mọi người nè, lên đây thì bắt buộc phải mua bình oxy nha các bạn, nếu không là bị choáng và xỉu lúc nào không có hay luôn á. Chinh phục 4650m là một cảm giác rất là tuyệt vời luôn, và bạn nào đi thì cố gắng lên đó nha. Rồi xuống dưới núi là Lam Nguyệt Đàm. Mình thì không hiểu cái cấu trúc cảnh đẹp này nó cái kiểu gì á, bởi vì đồ lên trên núi tuyết thì nó rực rỡ đỏ lè giữa làn tuyết trắng. À, bây giờ xuống dưới Lam Nguyệt Đàm thì nó lại một cái kiểu cảnh đẹp khác. Nước thì xanh ngọc bích như thế này thì mình lại phải loay hoay để mà đổi kiểu áo nữa. Nhưng mà đẹp thiệt. Mình phải gật đầu đứng một hồi lâu để mình xem cái cảnh đẹp này luôn. Cuối cùng đó là xem show diễn ấn tượng Lệ Giang, một show rất là nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với sân khấu ngoài trời ở phía đằng xa đó là núi tuyết Ngọc Long. Ở đây sẽ kể về văn hóa ngàn năm của Lệ Giang. Các bạn nên ghé xem show diễn này trực tiếp một lần mới thấy được cái độ cảm của nó nha. Từng tiếng nhạc của bài Going Home Lệ Giang vang lên làm cho mình rất là xúc động và cứ rưng rưng nước mắt luôn á.